Theo các bạn, con trai khi mà nhìn con gái thì họ tập trung vào cái gì? 70% nhìn vào vòng 1. Còn theo các bạn, khi mà con gái nhìn con trai thì họ tập trung vào cái gì? Trong giao tiếp ấy, một trong những cái phi ngôn từ mà được coi là vũ khí cực kỳ lợi hại trong giao tiếp ấy, theo các bạn là cái gì? Đó chính là ánh mắt. Ánh mắt là một trong những cái vũ khí cực kỳ lợi hại trong giao tiếp. Khi mà người ta nhìn vào mắt nhau ấy, thì người ta sẽ chạm được đến trái tim của nhau, sẽ làm cảm xúc của nhau thăng hoa hơn. Bên nước ngoài ấy, có một cái dịch vụ hẹn hò, và cái dịch vụ hẹn hò này người ta rất thành công. Và người ta thành công chỉ đơn giản bằng một cái chiêu như này thôi. Hẹn hò tức là kết đôi giữa một người nam và một người nữ để set up một cuộc hẹn đến để tìm hiểu, để yêu đương ấy. Thì người ta luôn nói với cái người nam là cái cô gái này cô ấy rất là xinh, nhưng mà mắt cô ấy sẽ bị hơi lé một chút. Thì khi mà chàng trai đến gặp cô gái thì tâm lý là cô này rất là ok rồi. Nhưng mà bởi vì đã nghe cái thông tin trước là cô này bị lé, cho nên là cố nhìn vào mắt cô ấy xem là cái mắt nào bị lé. Thì khi mà nhìn vào mắt ấy, nhìn sâu vào mắt ấy, đang cố tìm cái gì đó ở trong mắt ấy, thì cảm xúc nó được kết nối. Thì đây chính là cái bí mật để mà cho cái công ty đấy họ có cái doanh thu rất lớn, và cái tỷ lệ các cái cặp đôi hẹn hò thành công rất lớn chỉ bằng một cái tip nhỏ như thế thôi, tức là nhìn kết nối sâu vào mắt. Cái mắt này rất là vi diệu, rất là tuyệt vời. Người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn, nên cái mắt là nó sẽ biểu hiện vui buồn cũng rất rõ. Đấy, nên là đôi khi là chỉ cần đọc được ánh mắt thôi là chúng ta có thể đọc được cảm xúc của người đối diện. Và ánh mắt ấy, thì theo các bạn thì khi giao tiếp thì chúng ta nên là nhìn trực diện với nhau hay là như nào? Chúng ta sẽ dành 80% thời gian để nhìn vào xung quanh vùng mắt của nhau. Xung quanh vùng mắt. Vùng mắt nhá, 80%. Còn lại 20% thời gian thì chúng ta đảo qua các bộ phận khác. Theo các bạn, con trai khi mà nhìn con gái thì họ tập trung vào cái gì? 70% nhìn vào vòng 1. Còn theo các bạn, khi mà con gái nhìn con trai thì họ tập trung vào cái gì? Con gái nhìn con trai thì cái gì đẹp thì họ nhìn. Bởi vì nó xuất phát từ cái yếu tố xa xưa, từ nguyên thủy. Nguyên thủy ngày xưa là chàng trai, con trai, đàn ông ấy thì là săn bắn. Nên là khi mà họ nhìn ấy thì là họ nhìn tập trung vào một điểm để săn bắn tốt hơn. Còn con gái, phụ nữ là hái lượm, thì họ có cái góc nhìn bao quát hơn, rộng hơn, cao hơn, xa hơn, bao quát hơn. Thì đấy là phụ nữ. Cho nên đến thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì phụ nữ vẫn là người nhìn rất là bao quát. Nên là khi họ gặp một chàng trai, một người đàn ông ấy, thì họ sẽ nhìn tổng thể của anh ta từ đầu xuống chân, xem là cái điểm gì đẹp nhất, lạ nhất thì họ sẽ tập trung vào đó. Đấy, nên là thường là chỉ có con trai mới bị nói là bị kết tội là hay nhìn chằm chằm vào phụ nữ. Còn phụ nữ thì hiếm khi bị kết tội là nhìn chằm chằm vào đàn ông, bởi vì cô ấy là nhìn tổng thể. Đấy, thì cái bí quyết, bí mật của giao tiếp mắt nó là như thế. Theo các bạn ấy, thì khi mà đàn ông mà nhìn phụ nữ thì cái gì của anh ta sẽ to gấp 3 lần? Đó là con ngươi. Không phải cái các bạn đang nghĩ đâu, nó là con ngươi. Con ngươi sẽ to gấp 3 lần. Tức là khi mà người ta gặp một cái điều gì ấy mà người ta thấy thoải mái, thấy sung sướng, thấy hạnh phúc, thì mắt họ sẽ có xu hướng là mở rộng hơn. Con ngươi sẽ xu hướng là mở rộng hơn. Đấy, còn nếu như mà người ta gặp cái gì đó mà người ta không thích, người ta cảm thấy khó chịu, thì mắt sẽ có xu hướng là nó hơi co lại. Nó sẽ giống như hình viên đạn. Thế và cái đôi mắt này nó cũng biểu hiện rất là rõ là bạn đang nói thật hay nói dối. Ví dụ như bạn đang chia sẻ một vấn đề mà các bạn liếc mắt sang phía trái, liếc sang phía bên trái, nhìn lên hoặc là nhìn xuống, nhìn lên hoặc nhìn xuống. Tức là bạn đang suy nghĩ về vấn đề đó, bạn đang tìm ở trong ký ức, trong não trái những cái vấn đề đó. Còn nếu như bạn liếc mắt sang phía phải thì có vẻ như là bạn đang tưởng tượng. Não phải, não của sự tưởng tượng, thì chứng tỏ là bạn đang nói dối. Thì đấy chính là cái cách để mà mình có thể đọc cái ánh mắt của nhau trong giao tiếp. Thì nó là phi ngôn từ mà, nhưng mà phi ngôn từ thì biểu hiện nhiều khi còn chính xác hơn cả ngôn từ. Bởi vì ngôn từ thì có thể ta kiểm soát được, nhưng phi ngôn từ thì nhiều khi nó là bản năng. Trừ khi những người được huấn luyện để luyện tập về phi ngôn từ thì người ta mới có khả năng giả dạng về phi ngôn từ. Còn không thì các bạn cứ để ý thì nó sẽ là bản năng. Có các kiểu nhìn khác nhau mà chúng ta có thể phân loại.
Kiểu nhìn đầu tiên ấy, nó là kiểu nhìn về uy quyền, tức là nhìn thẳng vào trán này, là kiểu nhìn uy quyền. Bạn muốn gây sự khó chịu cho ai đó, bạn nhìn thẳng vào trán họ, họ sẽ cảm thấy có một cái gì đó không thoải mái lắm. Đấy, kiểu nhìn uy quyền. Kiểu nhìn này mình có thể ứng dụng để mình giao tiếp với những cái người mà mình muốn gây sức ép lên họ. Kiểu nhìn thứ hai là nhìn kiểu xã giao. Nhìn kiểu xã giao là nhìn vào cái vùng mắt của người ta, nhìn kết nối cảm xúc vào vùng mắt. Còn nhìn thân mật là nhìn từ vùng cổ trở xuống ngực, là nhìn thân mật. Thì đấy là có các cái kiểu nhìn, các cái vị trí nhìn để chúng ta có thể cân đối, hoặc là chúng ta có thể tập luyện để chúng ta có thể truyền tải được cái cảm xúc của mình. Hoặc là các bạn có thể biết những cái thông tin đó để các bạn đọc vị được cái người đang giao tiếp với mình, là họ đang có cảm xúc với mình như nào. Thêm một điều nữa, nhân tiện nói đến mắt thì nói đến chân mày luôn. Thì người ta nói rằng ấy, khi mà các bạn giao tiếp ấy, mà các bạn nhớn chân mày thì nó sẽ làm tăng cái sự thân mật lên 25 lần. Thì đây là một nghiên cứu ở nước ngoài. Thì cũng không biết là người ta đo cái sự thân mật này lên bằng cách nào, nhưng mà có một con số là 25 lần. Tức đơn giản là bạn nhìn một người, bạn gặp một người mới lần đầu tiên, bạn nhìn họ và được bạn nhớn chân mày, nhớn nhẹ, thì nó tăng cái sự thân mật, cái thiện cảm lên 25 lần. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.